Xin chào cả nhà. Thì hôm nay Tâm Bình Vlog xin mời cả nhà đến với kênh của Tâm Bình. Thì muốn giới thiệu cho các bạn là Tâm Bình đang làm ở tại quận Cái Răng của thành phố Cần Thơ. Một quận Cái Răng này là nằm đó đối diện với ngang bến Ninh Kiều nha các bạn. Ở bên đây là quận Cái Răng, còn bên kia là bên kia sông là của bến Ninh Kiều Cần Thơ. Đây Tâm Bình là đang ngồi trên trụ, Tâm Bình quay xuống phong cảnh bên bến Ninh Kiều đó các bạn ơi. Nghe cái dồi đó là cái hàng dương của bến Ninh Kiều của quận Thơ, thành phố Cần Thơ đó các bạn. Và bãi cát đó, các cái hai cái tàu nhà hàng nổi nằm bên cặp bên bờ sông rồi của bến Ninh Kiều. Đó, chạy dọc lên đây là cái bến phà Cần Thơ. Bến phà Cần Thơ xưa giờ là chỗ chiếc tàu xanh xanh đậu đó, là cái bến tàu khách của thành phố Cần Thơ hồi xưa giờ đó các bạn. Mấy chiếc ghe mà du lịch ra để chạy đò dọc với bao khách bao đi du lịch đó là bạn. Và những chiếc xuồng nhỏ đó là bà con là đưa khách sang sông qua lại ở bến Kiều đó các bạn ơi. À, các bạn nhìn thấy đây là phong cảnh sông nước rất là hữu tình các bạn. Đó, Tâm Bình ngồi chủ quay là thấy cái cầu Cần Thơ luôn đó các bạn ơi. Phong cảnh của cây cầu Cần Thơ. Tâm Bình đang quay lúc này là khoảng 10 giờ 90 giờ trưa. Nay nhiệm vụ của Tâm Bình làm đây là cây trụ cũ đó các bạn ơi, là ngay ngã ba. Ngay ngã ba cái đường đan nhỏ rồi đập dời ra ngoài xích mà nó xong này để cho cái đường đi cái cua quẹo nó rộng chút xíu các bạn. Đó, Tâm Bình đang ngồi trụ bên đây. Tâm Bình đang ngồi là Tâm Bình quay. Mà thật sự nếu mà Tâm Bình không nói các bạn thì các bạn cũng không biết là Tâm Bình đang quay đâu ai. Trong lúc đó Tâm Bình ngồi vậy đó chứ là Tâm Bình đang quay đó các bạn. Tâm Bình tự quay, ngồi trụ Tâm Bình tự quay luôn. Đó, các bạn thấy cái trụ đen đen chỗ cái lo đó là nữa mình sang qua rồi mình đập bỏ cái trụ đó đó các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn xa xa thấy cái phong cảnh bên hàng dương của bãi cát của Cần Thơ các bạn. Như cái dồi đưa ra rất là đẹp. Có cái cầu đi qua, cái cầu bắc đi qua rất là thú vị, rất là đẹp các bạn ơi. Thì trong cái mùa dịch này các bạn hãy nhớ là nên ra đường mình phải đeo khẩu trang, mình không nên tụ tập nơi đông người các bạn. Đó, con sông mình đã chạy dài vô là cái cầu Quang Trung đó các bạn ơi. Chiếc phà này là những chiếc phà, chiếc đò để mà khách du lịch người ta bao ra đi tham quan ở dưới sông đó, bạn chạy dọc theo bờ sông ta ngắm cảnh sông nước. Bây giờ đường xá thì cũng rất là tiện lợi, đi đường xe thì nếu mà qua tới bến Ninh Kiều mấy bên đây thì qua bến Kiều chạy khoảng chừng 10 phút các bạn, 10 phút 15 phút. Nhưng mà các bà con ta vẫn hiện giờ vẫn còn là đi đò ngang sông các bạn ơi. Rất là lẹ. Bây giờ là máy đò máy chạy là qua sông trong vòng mấy phút đồng hồ là tới bên bến Kiều các bạn. Đó, mình đã bắt xà rồi xong xuôi cho rồi, giờ mình đợi kéo dây là xà là nửa sang qua các bạn, sang cái dây điện mới qua. Đó, Tâm Bình đang ngồi vậy chứ Tâm Bình quay đó các bạn ơi. Tuốt trên đầu trụ, đầu ngồi trên xà trên đầu trụ đó các bạn. Từ trên trụ Tâm Bình quay xuống thì cái gió cũng hơi nhiều thì nó hơi lắc. Thì các bạn xem qua video của Tâm Bình thì có gì sơ suất thì mong quý vị anh chị em mình và cô bác thông cảm cho Tâm Bình. Tại vì ở trên độ cao mình vừa ngồi vừa làm nhiệm vụ thì mình vừa quay thì nó cũng có hơi sơ suất nha các bạn. Đó, mình đã kéo được một cọng rồi đó các bạn ơi. Kéo được một cọng dây mới rồi đó.
Hồi là sau này là nhổ cái trụ đó bỏ cho đồng đội mình đang đứng kéo thêm, chuẩn bị kéo qua cọng dây thứ hai nữa các bạn. Đó, các bạn thấy cái đường đan ra nhỏ xíu mà có cái trụ nó nằm án ngay cái đường đan, ngay cái cua nữa các bạn. À, các bạn thấy là chiếc phà, chiếc tàu đó là tàu để mà khách bao, để mà đi chạy dọc theo sông để mà ta ngắm cảnh đó các bạn ơi. Và mé bên đây là xóm chài, bên đây là bà con ta sống về cái nghề đó rất là nhiều các bạn. Đó, các bạn thấy mấy chiếc phà, chiếc tàu ta đậu cặp mé sông. Và những chiếc đò dọc đậu cũng rất là nhiều các bạn ơi. Thì hôm nay Tâm Bình xin đem đến với các bạn xem qua cái phong cảnh của Cần Thơ. Tâm Bình là muốn gợi đến cho các bạn là cái phong cảnh của thành phố Cần Thơ ở tại Bến Ninh Kiều. À, ngồi trên trụ quay thì thấy cái cầu Cần Thơ luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy là cái cầu Cần Thơ. Tâm Bình ngồi trên trụ, Tâm Bình quay xuống là quay qua là thấy tới bên cầu Cần Thơ luôn đó các bạn. Đó, Tâm Bình ngồi đang là chuẩn bị là rút dây phụ với đồng đội đó các bạn ơi. Các bạn thấy những cái nhà cao tầng bên thành phố Cần Thơ, nó có những nhà cao tầng, và cái nhà đó đang đang xây dựng, nó chiếc cẩu nó đang dựng đó để mà kéo đồ lên để mà nó làm đó các bạn, làm xây cái nhà. Đó, cái dồi đó các bạn nhìn thấy cái dồi đó ra là chạy vòng dọc xuống cầu Cần Thơ đó các bạn ơi. Đó, cái đò dọc đó là đò đó là người ta bao đấy mà khách nó du lịch đó là ngắm cảnh sông nước đó các bạn. Thì hôm nay Tâm Bình làm ở đây tại quận Cái Răng, đối diện với Bến Ninh Kiều, thì Tâm Bình đem đến cho các bạn xem cái phong cảnh của sông nước của Bến Ninh Kiều Cần Thơ. Thì các bạn xem qua thì thấy video Tâm Bình làm, Tâm Bình quay, thì mà mong các bạn hãy xem qua và ủng hộ cho Tâm Bình. Tâm Bình xin hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.